chiều ngày 1 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Cao Phú tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Ông Đoàn Bình Lâm, Phó đối tịch Ban dân quyền, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quyền chủ trì cuộc họp. Tính đến ngày 1 tháng 12, An Phú chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Huyện đã tiếp nhận và cách ly y tế tập trung cho 3.137 trường hợp người về từ Campuchia hoặc dùng có dịch, chuyển 1.550 trường hợp đến các điểm cách ly y tế tập trung ngoài quyền. Hiện tại, đang cách ly tập trung cho 65 người tại khu cách ly tập trung trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh quyết bị chính của quyền thời gian qua, thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, nhất là ca bệnh mới trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến dịch bệnh tại Campuchia, những khó khăn và giải pháp trong đó kiểm soát, quản lý người nhập cảnh trái phép, ý thức một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan trong phòng chống dịch. Trên nên thần cẩn trách nhiệm. Các đại biểu đã đưa ra những giải pháp để tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ban Chứng quyền, Phó Chủ ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyền Đoàn Bình Lâm nhấn mạnh, các ngành địa phương cần quán triệt triển khai thực hiện nghiêm công văn số 1601 của Ủy ban nhân quyền An Phú về tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn quyền. Giám sát chặt chẽ người đi về từ biên giới nhằm ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép, quản lý chặt người về từ vùng dịch thực hiện khai báo y tế đối với những người về từ nơi khác nhất là các khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng hạn chế tiếp xúc với người từ nơi khác đến các xã thị trấn kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bên cạnh đó điều chỉnh lại phương án tiếp nhận diệt kiều sao cho phù hợp với tình hình thực tế